Kính chào quý vị và các bạn, giá thịt lợn vẫn được ghi nhận ở mức cao tại các chợ dân sinh, trong khi giá nhiều mặt hàng nông sản giảm mạnh. Lãi suất ngân hàng trong tháng tư này có gì đặc biệt và thông tin về đề xuất nâng gói hỗ trợ theo dự thảo, nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất từ 80.000 tỷ lên 180.000 tỷ đồng của Bộ Tài chính là những thông tin chính được chuyển tới quý vị trong 5 phút nhịp sống kinh tế ngày hôm nay. Mở đầu là phần tin giá cả thị trường. Giá lợn hơi ở nhiều địa phương tiếp tục giảm nhẹ sau khi các doanh nghiệp lớn đồng loạt đưa giá lợn hơi về mức 70.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, giá thịt lợn tại các chợ và siêu thị vẫn cao. Theo khảo sát, giá thịt lợn tại các chợ hiện nay dao động từ 140.000 đến hơn 200.000 đồng 1 kg. Theo các chuyên gia, tình trạng này là do thịt lợn phải qua nhiều khâu trung gian trước khi vào lò mổ và ra đến chợ. Mỗi khâu đều tính lãi nên giá tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng 1 kg. Khi đến tay người tiêu dùng, giá vẫn cao. Trong tháng tư này, giá ga bán lẻ sẽ giảm 5.750 đồng 1 kg. Tiếp tục chuỗi 3 tháng liên tiếp giảm, từ ngày mùng 1 tháng 4, giá ga trong nước sẽ điều chỉnh giảm 5.750 đồng 1 kg, tương ứng với mức giảm 69.000 đồng 1 bình 12 kg. Mức giảm giá này sẽ kéo dài đến hết tháng 4 và thay đổi theo biến động dầu thô thế giới trong kỳ điều chỉnh giá vào tháng 5. Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến việc tiêu thụ và vận chuyển dứa gặp nhiều khó khăn, thương lái ít thu mua khiến giá dứa ở tỉnh Hậu Giang giảm sâu. Theo người trồng dứa ở tỉnh Hậu Giang, nửa tháng trước, giá dứa loại 1 được bán tại rẫy ở mức 5.000 đồng một trái, sụt giảm một nửa so với trước và trong Tết, thì hiện tại chỉ còn ở mức 3.000 đồng một trái, trong khi đó dứa loại 2 chỉ còn 1.500 đồng một trái và loại 3 chỉ còn khoảng 700 đồng một trái. Từ đầu tháng 4, các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh hạ lãi suất từ 1 đến 1,5% một năm để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Từ đầu tháng 4, hàng loạt ngân hàng đã công bố điều chỉnh về các gói tín dụng và giảm lãi suất cho vay, có ngân hàng giảm tới 4,5% một năm, cũng có ngân hàng giảm lãi suất trên dư nợ hiện hữu. Sau khi giảm mạnh lãi suất cho vay, hàng loạt ngân hàng cũng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại quầy. Nhiều ngân hàng vừa áp dụng biểu lãi suất mới trong tháng 4 này. Biểu lãi suất mới có mức điều chỉnh lãi suất huy động tại quầy giảm phổ biến từ 0,3 đến 0,6% một năm so với hồi giữa tháng 3. Trong lần điều chỉnh này, lãi suất chủ yếu giảm ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều ngân hàng khuyến khích khách hàng gửi tiền online thông qua việc tăng nhẹ lãi suất huy động. Để khuyến khích khách hàng gửi tiền online, nhiều ngân hàng đã cộng thêm lãi suất với mức từ 0,1 đến 0,3% một năm ở các kỳ hạn ngắn, còn các kỳ chung và dài hạn, một số ngân hàng mạnh tay cộng thêm đến hơn 1% một năm, đẩy mức chênh lệch giữa lãi suất tiết kiệm online và tại quầy cao nhất là 1,4% một năm. Hiện tiền gửi online kỳ hạn dưới 6 tháng hầu hết ở mức trần 4,75%. Tuy nhiên, những kỳ hạn dài hơn, đa số các ngân hàng niêm yết ở mức 6-7% một năm. Cá biệt có ngân hàng huy động ở trên 8% một năm, khiến kỳ hạn này xuất hiện sự chênh lệch lãi suất đáng kể. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở kênh huy động này ghi nhận mức cao nhất là 8,21% một năm. Bộ Tài chính vừa có công văn báo cáo Thủ tướng về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo kiến nghị của bộ này, gói hỗ trợ có thể được nâng từ 80.000 tỷ lên 180.000 tỷ đồng. So với dự thảo nghị định đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ tại tờ trình 47 ngày 26 tháng 3, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung thêm 4 ngành lĩnh vực vào đối tượng được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, bao gồm một số ngành sản xuất hoạt động kinh doanh như bất động sản, dịch vụ lao động và việc làm, tổ chức hộ gia đình cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 cũng thuộc nhóm đối tượng được bổ sung. Dự kiến với những bổ sung trên, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 180.000 tỷ đồng, tăng gần 100.000 tỷ đồng so với nội dung đã trình chính phủ trước đó. Thưa quý vị, Nhịp sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong 5 phút của chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.